Anh chiều mày. Nhà máy tuyển lên. Anh không thấy cái từ xe bé xuống một xe bé. Một pallet nữa là hết rồi, chỉ có 3 pallet thôi. Dũng thỉnh thoảng vẫn vào kênh của anh xem hả? Hay là thỉnh thoảng chưa vào đúng không? Dũng ơi, đẩy đẩy cái này vào cho anh ấy tí. Không được đưa tiền cho ống kính nhá.